hiệu ứng make up nâng tông da, độ che phủ vô cùng là hoàn hảo và có thể kiềm dầu suốt cả ngày dài. Tính chất công việc của Huyền thì phải make up rất là nhiều, và mỗi buổi sáng Huyền đi làm thì nói chung là cũng phải có make up đấy mọi người. Nhưng mà Huyền thật sự rất là ngán luôn á, không biết là có chị em nào giống như Huyền hay không. Sáng dậy là phải chăm sóc da nè, rồi serum, rồi kem, rồi sau đó là chống nắng, rồi phải kem nền đó, rồi sau đó là phấn phủ nữa, thì nó rất là mất thời gian đó. Thì khoảng thời gian mà buổi sáng mình phải thức dậy mình làm rất là nhiều bước như vậy thì có khi không Huyền bị trễ họp nè, rồi Huyền bị trễ công việc rất là nhiều luôn. Nên là Huyền cũng đã suy nghĩ là không biết là mình có nên làm cái sản phẩm gì đó mà nó có thể tích hợp được vừa dưỡng da mà vừa có thể chống nắng được mà vừa có thể make up được hay không. Thì thật sự là hôm nay Huyền rất là vui, bởi vì sao, Huyền đã có thể làm ra được một cái sản phẩm mà có thể tích hợp được rất là nhiều tính năng ở trong cùng một cái điểm này nữa. Đúng chỉ có hai bước là cả nhà, lớp serum là chắc chắn phải có rồi, nó cung cấp nước dưỡng ẩm ha, còn lại là ba bước còn lại nằm trong này hết trơn luôn mọi người. Vừa dưỡng da nè, vừa có khả năng make up nè, mà vừa chống nắng được cho Huyền nữa. Mất có 2 phút thôi là Huyền đã có một cái lớp nền hoàn hảo để Huyền đi ra ngoài, Huyền đi làm rồi. Thế nên Huyền nghĩ đây sẽ là một cái sản phẩm mà có thể giúp cho chị em chúng mình vừa tiết kiệm thời gian, chi phí và cả tiền bạc nữa, mà quan trọng hơn nữa nó để lại cho mình một cái lớp nền rất rất là đẹp luôn mọi người ơi. Nên là mọi người hãy nhanh tay sở hữu cho em mình nếu như vẫn đang loay hoay tìm kiếm cho mình một cái